đúng á. Đúng. À, mà chị nói là đó. Hai. Hai đúng không? Không, hai. Mày nghe mày camera đó. Bên mình đám rồi. Trời trong cái của lên đó. Anh thì căng là đù mà. Đi đó chạy lên đi. Bên này chạy lên chống lại thôi đó. Tôi đi hai điều làm đù mà anh thầy cực đó. Không. Sợ mấy? 61. Tôi đi thì mua chặt đi mày. Anh làm gì? Chi nghĩa? Anh làm được cái gì? Đang quay qua ai thắng. Chụp hình, chụp hình. Cắt là cấp 2 đúng. Còn một là 2 bán. Thế là còn hỏi trống. Không trống luôn. Không tài, không tài, không tài. Không tài, nghĩa này. Không tài, không tài. Không còn một đường tài luôn. Mình đem mấy cái máy của bắp ra đây không chỗ được. Đây, 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 bên tay này. Đây, thấy chưa? Bên kia sáng đúng không? Đang quay, đang quay. Thế em bắt nó sáng, anh quay, cứ quay. Sáng chứ, hát đen. Ôi cháu, dẫu mới ngay kìa mà. Không chưa còn ngay. Thôi! Không khảy cho nhìn qua thực tế. Chú bị con đá lấy. Nói máy nữa mà đồ mà nó dài chân đưa. Hồi nãy anh có đi 2 điểm. Phải cậu. Đâu, dẫu cái gì nó xảo ra cho nên đang mời 11 điểm. Trời ơi, ai bị ăn. Thôi, cháu phẳng ra lại. Kéo luôn à. Cùng giật cơ, giật đôi. Đừng lại đá vô trúng rồi nè. Chạy bi, chạy bi. Em mặc đó. Được quay mình đem về mình không được nha. Không không chạy bi. Quên chưa? Ôi, mua vừa chưa xưa về chụp sân nữa. Anh chẳng qua anh dọc bi tôi thấy anh mà đem về mình đường có trúng được. Nhẹ nhẹ mà mình cục ghê luôn. À, đúng. Thằng thân ngồi đúng. Nhẹ nhẹ nhỏ của tôi đây. Khuyến mà. Nhẹ nhẹ nhỏ của tôi đây mà trúng đây. Đi đánh chứ mà đánh. Đánh chứ mà đánh cục cục. Điểm nó tao trúng. Nhìn cơ tao điểm mà lên trúng. Chuột đơn trúng đi ra đây. À một ra. Ra. Rồi sao? Đủ vào bí thì sạch cái đủ ma thịt. Thằng lý thì cái bạc ấy là hình như từ tư á. Ba cộng lại bị giam từ tư này. Sao ra tới đó. Giờ dây rồi. Bắt kiểu tư. Nhà làm gì? Lâu lắm rồi tiếng đó. Đúng rồi. Trời ơi. Một cái miệng nó có dữ sao. Đồ ba đánh tụng đại nhưng mà em. Nó là 11 bài thì 12 bài thì dùng này. 3 cái điểm mà lại lại được 3 bài chạy liền rồi. Ăn bài bằng. Đã ăn bằng luôn. Nhìn bỏ ăn thì cũng thấy nhìn được không. Đường một gà không biết chứ ngoài đâu. Không nào, sướng mong, cái đó sướng mong mới sao giờ đi. Thôi nói thì nói cho quá công người đánh cứ nói là sướng mong thì rõ ra rõ ra. Bảy nhạc hay quá. Ôi giời hay nghe. Anh này đã đi ứng này anh hoặc. Một, nhắc vô đi đó. Anh hay chứ. Anh đừng mà chơi. Để mà đánh. Uống còn nhắc đi hết. 13. Không nhắc anh cao thủ sợ nữa. Thiệt luôn. Nếu nhắc anh cao thủ sợ nữa. 13 bài. Nè, đừng đá. Một bắn này. Nghe tao rửa đi. Một đúng không? Được. Chơi bắn vô hộp chiếc. Ai trời. Để có phê dù mà. Đó là dù mà rồi. Bây giờ hai con em bắn dù mà. Đây. Ăn được nha. Tao kèm cái chơi hai bắn. Bời. Hai băng chiếc nữa. Cái đồ mà giống nhau. Anh bạc chặt cái kia ấy. Nhà bây giờ mình đóng ấy. Đồ mà đánh dây tự nhiên mầm lét luôn. Bóc luôn. Không có được. Không có sợ. Chưa chết. Vô.
rồi 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 mất chuyện mà đánh mấy chung lên tiếng này. Ừ kiếm mỹ á mười ba mười bốn dưới đập mấy đập cũng được á. Ba bay gạt hiện ra là gạt sáu mười đúng rồi má ngó này trúng này lập rồi chứ chí mà đồ mà mày chị mà sờ ghế rồi chá chí sờ ngay cũng sợ luôn rồi đó lưu cái này chạy nhớ gạt sáu ba cũng chết mà sợ đừng chết đường muốn ra anh nhánh ơi là thiệt anh lo tôi đồ mà. Đây đừng đá. Đừng đá anh đá. Đừng đá. Nó có đâu chỗ. Một đường thang. Trời ở đường thang này, nó đường thang này. Đường thang. Ôi giời ơi. Thiếu phê, thiếu phê. Thiếu mà. Đó thì cơ hội lên đến lên được rồi chúng ta à băng à quá hay bịt đông lắm tuyệt vời nhưng bịt rồi sẽ luôn tuyệt vời quá hay đá vô bom luôn mà quá bên tê hai xứng đáng à một nước trà xìa rắn chơi á đầy quá đương vi đầy quá bắt băng rồi hết rồi thiếu chút sáng nữa 25 ngày rồi mà được trâu luôn rồi một cái yoga một đây đi đây luôn thôi nào đi dư bò cực tiêu không tiêu thôi còn dư bò lên cơ ba lại ba hàng lá mềm lá mày rồi mày đâu bên này Cơ thủ Nguyễn Văn Ninh đã bỏ lỡ một cơ hội rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc. Phải chuyên bỏ thêm một chút về nữa. Vô rồi. Và anh Ngọc, anh đánh cái đường gì không đáng biết nhưng mà bị gừng nữa. Rất đáng tiếc. Cứ mất lùng biết rồi. Thôi thôi thì chịu thôi cho đủ mà. Lùng biết. Mà giặt qua một băng à giặt gì không lúc này tinh thần của anh Ngọc đưa lên dâng lên rất cao một đường lung tung thấu ra đi thấu ra đi rồi chết luôn à theo đắng nghe dữ không những việc phải không nhau nhúc nhích lên này cái này thì đúng mà mười bảy rất đáng tiếc rồi được được đáng tiếc ghi đi ghi đi rồi Mày đi ông ơi, chịu mẹ. Không, xin lỗi, xin lỗi. Cho lại bị đãi luôn. Nhưng thua anh đang bắt nữa này. Bấy rồi. Quái quái kia. Đúng rồi, quái bụng, nghiên cứu là chạy mẹ. Mà nghiên cứu ai tâm lắm rồi. Kệ mẹ. Sai rồi. Sai là ngủ rồi. Đi ra. Đắt mua. Luôn. Quay thôi, mình cái hẹn cái bia rồi, bia rồi. Đốt đi. Không, quay nữa đó, bây giờ mình làm đi, nữa mà hẹn vừa. Rồi, 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 ép phạt. Mặc vậy hết rồi, anh quay mà lấy mà vậy, phạt đồ nghe đi. Anh coi đó đi. Dạ, dạ, xong hết rồi. Dạ, ép có biểu tiêu không? Phạt vậy thôi. Rồi, rồi. Đang đi quê mà ngay. Ngại. Hai kiệt xuống, tới cái đâu lên. À, bao cúc. Vâng, cúc đỏ. Đây kia ngắn. Thật chứ. Đấy này, chết tôi đi. Tại ngay lấy cho. Lấy cho cái. Lấy đâu? Dư đại heo. Ừ, sáng có tí nữa khỏi lòng in.
khi ai đã mà đánh mà đẹp với trong chạy bị chạy nghe nó quá hay rồi chứ nghe thành thượng chuẩn cái gì vậy chứ chạy đường phố thành thằng nhá nhá các khúc này nè đã biết rồi nè ngu tiếc quá nè nè mà đồ qua nè mà kiếm không bam ba hay nhảy luôn đùa mà ta cứu như vậy nhảy luôn bỏ tay luôn đùa hòa ta bỏ chặt thì mẹ ba đi đi đá cho bạn vì lòng rồi vì tình nhiệm trong chị trong đồ nè lại đi tiếp đi đá cho bạn vì lòng rồi vì tình nhiệm trong chị trong đồ nè lại to hơn ai là thằng anh la anh vô anh cho mười anh lao tôi la luôn ba anh chậm tôi anh cho tôi la ráng khủng la nhà đánh về là khủng rồi đột luôn như là đâu về dương mỏng luôn đây ba bên đây dương chân luôn 3 là 10 cọ đâu khủng la rồi anh đã bước đi là trùng một gõm luôn đến đi trùng một gõm luôn đến đi lên gõm luôn ta lại ngã do rước cố gắng đi ngọc lắng buồn ăn cũng không phải ngọc không thắng lần hay đá thôi thì mình thắng lần hay đi má đi ngọc đánh đục má tuyệt vời đá thôi thì nhiêu ngọc đánh có thì cứ chỉ là đánh lên đánh đi ai đánh 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 có con đánh đi thì đủ mà đâu nhưng mà đánh đánh có con mày con nào biết à thôi nhà nhà thôi hắt con biết ai biết ai tính bây giờ thì lâu mới đẹp rồi ba ta biết đạn đường bị đạn qua bên kia chứ nghe rồi nổ thế á ta đi băng phải biết cánh đồng ghê cánh ngắm nó ghê rồi mình ra cũng ui ai giàu ơi ơi ngay đi thôi ba mười ba mười ba mười ba ngang mình chặt bạn điệu mến nghe mà đông mẹ đấy anh quá cú cú đây còn nguyên đủ à, tuyệt vời thì cũng đúng bình thường hết rồi bữa đó này đó không có được nào hai bình thường xong với ông nguyên đúng la cũng ngay la bảy thôi thôi thằng đuôi bây giờ sẽ gam bom mình đuôi mắt thì nói nữa ơi nhà làm phê 19 phê luôn bên quảng luôn mà còn phê bên quảng còn được nói thắng